Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết là đang tiếp tục điều tra xử lý một vụ vận chuyển buôn bán thuốc lá lậu với số lượng lớn nhất bị phát hiện từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua tin báo của nhân dân và công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu trên xe ô tô tại số nhà 624 đường Hùng Vương thuộc phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi đã triển khai cái lực lượng trinh sát xuống nắm tình hình, nắm địa bàn, nắm các đối tượng, thì qua đó đã phát hiện những cái dấu hiệu liên quan đến một cái hoạt động buôn bán thuốc lá lậu. Thì chúng tôi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau một thời gian trinh sát thì các đối tượng đã đến giao dịch với nhau. Thì sau khi chúng vừa mới kết nối xong thì lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang các đối tượng vi phạm. Hai đối tượng bị phát hiện chở thuốc lá lậu là Phạm Hoàng Hảo, sinh năm 1996, trú ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1985, trú ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Tại thời điểm bị bắt quả tang, Hảo đang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29A58171 chở theo Cường. Chiếc xe ô tô trên là xe 5 chỗ ngồi, được tháo dỡ băng ghế sau, và cốp xe phía sau có chứa 12.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Z, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Trên xe ô tô còn có một số biển số xe giả. Thông qua quá trình điều tra bước đầu, Hảo và Cường khai nhận vận chuyển thuê số lượng thuốc lá trên cho người đàn ông tên Trung, không rõ nhân thân lai lịch, từ cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đến giao cho một người tên Hoàng, trú tại số nhà 624 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày hôm qua em được một người thuê để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đi xuống thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, để giao cho chủ hàng. Thì cũng một chuyến em được trả là 1 triệu đồng. Khi vừa đến nơi giao hàng thì em bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Trước đây em có một vài lần vận chuyển thuốc lá lậu, em trên xe em bỏ một hai biển số xe giả để đề phòng khi bị phát hiện em sẽ thay đổi biển số. Quá trình điều tra, người đang tạm trú và thuê căn nhà số 624 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột là Nguyễn Phi Hoàng, sinh năm 1979. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét căn nhà trên và trên xe ô tô mang biển kiểm soát 47A29717 của Hoàng, phát hiện tạm giữ 2.663 gói thuốc lá nhập lậu. Hoàng khai nhận nhập số thuốc lá lậu trên từ thành phố Hồ Chí Minh, mang về đây cất giấu, sau đó sẽ mang bán lại cho một số cửa hàng tạp hóa, quán cà phê để bán kiếm lời. Tổng số lượng thuốc lá lậu trong vụ việc trên là 14.663 gói thuốc lá các loại. Đây là vụ vận chuyển buôn bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, xử lý lớn nhất từ trước đến nay ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.